Ừ, cái đó là dơ đó, hồi của Hai Lao. Nè, ăn cái này nè, cái đó của anh Lạc. Với Lạc ra đây nè. Đi với Lạc ra đây, cô Hai cho ăn nè. Nhanh lên. Nè, đây đây đâu? Đây đây ngồi xuống. Đây đây ngồi xuống. Ngon không? Ngon không? Tay tay cơm của anh Lạc ăn đi ăn đi, di chuyển quá. Lòng tả đại thành bắt đầu trung trình, phấn khích không kìm được. Nhưng rồi hắn chợt nhớ ra
quá dinh lắm đi. Hắn cũng là người từng trải, biết rằng chỉ mỗi món ăn hoang dã thì chưa đủ. Nếu có thêm chút trái cây hiếm, nhỏ quà mới thật sự hấp dẫn. Có thịt, có trái cây, chắc chắn sẽ bắt mắt. Nhưng trái cây giờ khó kiếm quá. Nhiều năm qua, không ai còn canh tác vườn trái ở đây. Người ta còn lo thiếu lương thực ăn hàng ngày, nói chi đến chuyện trồng cây trái. Nhiều năm trước có một đội sản xuất thử trồng vườn trái, suýt chút nữa chết đói cả đội, may mà được nhà nước cứu trợ. Sau đó chẳng còn đội sản xuất nào dám trồng trái cây nữa. Tả Đan Đan cười khẽ, nhìn Thúc đầy tự tin. Thúc à, ngươi không tin ta sao? Nếu ta không tìm được nguồn cung cấp, làm sao dám nói chuyện này với ngươi? Trái cây ta đã điện xong rồi, người ta hẹn sẵn. Khi ta làm xong thì họ sẽ gửi trái cây từ tỉnh thành về. Là táo, loại táo ngon nhất. Tả Đại Thành không khỏi kinh ngạc, mắt sáng lên. Ôi, cháu gái ta thật tài giỏi. Sao cháu lại làm được nhiều thứ thế? Tả Đan Đan giơ tay lên, vẻ mặt nghiêm túc. Đồng chí Tả Đại Thành, ngươi giờ có tin tưởng vào kế hoạch của chúng ta không? Tả Đại Thành gật đầu lia lịa, giống hệt con gà mổ thóc. Nếu có trái cây thật, ta chẳng còn lo lắng gì nữa. Thế là cả hai bắt đầu bàn bạc phân công nhiệm vụ. Lần này, Tả Đại Thành chịu trách nhiệm thu mua đặc sản núi rừng ở trên núi, còn Tả Đan Đan lo việc liên lạc và sắp xếp trái cây. Khách hàng sẽ do Tả Đan Đan phụ trách, còn việc vận chuyển do Tả Đại Thành đảm nhận. Về vốn khởi đầu, Tả Đan Đan bỏ ra 20 đồng, Tả Đại Thành bỏ ra 10 đồng. Lợi nhuận chia theo tỷ lệ 46. Khi Tả gọi vô đây. Có ba vô về đây. Ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Chưa. Ôi. Ủa chui vô đó? Chui vô đây vậy? Quá trời mọi người. Tốt. Nó muốn lấy cái khẩu trang á, đưa cho lấy rồi bé. Chó tử ơi. Nó tái cho mặt á. Mừng dữ ha, mừng dữ ha. Đó, dành mừng á, không có cho anh làng. Không cho bái lạc mừng á. Lạc ơi. Đó, có cho là mừng quá lạc đâu. Nếu không trúng đoán, đang sợ mình sẽ mất tiền mất. Nếu không muốn mình đi, vậy cứ để người khác đi thôi. Tay. Nghe bà nói không? Tiếp tục, ngươi có nghĩ rằng chuyện ta nói không xảy ra nên ngươi